OK, thì giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài tần số của cái bộ mic SS Sound TS621 này. Thì cái bộ này là bộ micro đôi, gồm có một cái bộ thu 4 ngăn tay và hai cái tay micro. Thì cái cách để cài cái tần số của cái bộ mic này thì cũng khá là đơn giản. Thì khi các bạn mà mua một cái bộ micro về, thì khi mà mình mở hộp ra thì nó đã cài sẵn cho chúng ta một cái cặp kênh tần số để chúng ta xài rồi. Thì khi mà gặp cái trường hợp mà chúng ta xài cùng một lúc nhiều mic thì bắt buộc ta phải cài mỗi bộ một cái kênh tần, mỗi cái mic mỗi cái kênh tần số khác nhau để nó không có bị trùng. Tại vì khi mà nó trùng tần số thì sẽ bị nhiễu, chúng ta sẽ không sử dụng được. Thì trong cái bộ micro này nó cái cách cài tần số nó cũng khá là đơn giản. Nó có hai cách. Một là chúng ta chọn cái tần số đã được cài sẵn trong các cái kênh lưu trong cái máy này, trong cái bộ mic này. Cách thứ hai là ta cho nó quét tự động tần số. Thì cả hai cách đều rất là đơn giản. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng cách một. Thì trước tiên là cái cách mà chúng ta chọn cái tần số được lưu sẵn trong cái bộ micro này. Thì chúng ta nhìn phía trước của cái bộ thu này, thì bên này có hai cái nút là IRA và IRB. Là cái nút này dùng để cho giữa cái bộ phát và cái bộ thu ngắn tín hiệu của nhau. Là chúng ta chỉ cần ở trên tay mic nó có một cái con mắt hồng ngoại và ở đây nó có một con mắt hồng ngoại. Ta chỉ cần khi mà chúng ta chọn một cái tần số nào đó xong rồi thì ta đưa hai cái con mắt hồng ngoại lại gần nhau và bấm. Thì ví dụ như mic tay mic A thì ta bấm IRA, mic B ta bấm IRB thì nó sẽ gần nhau. Thì trước tiên á thì là chọn tần số. Thì ở đây có một cái nút rất. Thì trên này nó có 6 rít. Thì mỗi rít nó sẽ có vài cái chục kênh tần số như vậy. Thì nó làm, thì đối với những cái kênh tần số nó cài sẵn thì nó sẽ làm cho kênh A và kênh B những cái tần số cách xa nhau để cho hai cái mic nó không có bị chiếu. Thì trước tiên chúng ta chọn rít, chúng ta cứ chọn một cái rít bất kỳ tùy. Còn nếu chúng ta xài nhiều bộ cùng lúc thì ta cứ có thể mỗi bộ chúng ta cài một rít để cho nó cách xa nhau ra để nó không có bị nhiễu. Thì ở giữa này nó có một cái con lăn và hai bên là có hai cái nút để bấm điều chỉnh các cái chức năng của mỗi mic. Thì mic A thì có cái nút gain A và mic B thì có cái nút gain B. Thì bây giờ chúng ta đang cài cái mic kênh A này, thì chúng ta nhấn vào sau khi đã chọn rất xong rồi. Ví dụ như chúng ta đang chọn rất D1 đi, thì bây giờ chúng ta nhấn vào cái nút kênh A này một cái, nhấn một cái thì cái kênh này nó sẽ nhảy. Để cho nhảy là có nó ta đang cài với ở cái phần kênh. Thì ở đây nó đang là số 001 là kênh số 1 đó, thì ta có thể chọn một cái tần số bất kỳ, ví dụ như là 15 đi, đang một cái chuyển qua 15 rồi. Thì khi 15 rồi thì ta sẽ đưa cái chọn được tần số rồi thì ta sẽ đưa cái con mắt hồng ngoại này vào con mắt hồng ngoại của bộ thu và bấm IRA vì chúng ta đang cầm cái mic A. Thì hồng ngoại nó sẽ quét, vậy là xong, là nó đã nhận nhau rồi. Thì khi hai cái mic giữa bộ phát và bộ thu nó nhận nhau thì nó đã cùng tần số, thì cái cục, hai cái cục sóng này nó sẽ được lắp đầy. Thì tương tự bên cái kênh B cũng vậy. Đó là cái cách thứ nhất để cài tần số, là chọn cái tần số có sẵn trong cái bộ mic này.
Thì cái cách thứ hai là nó sẽ quét tự động nó quét tần số, nó sẽ tìm cho chúng ta một cái tần số nào tốt nhất, thì nó sẽ tự quét. Thì cũng giống như cái bước đầu tiên, thì bước đầu tiên chúng ta đấm bấm một cái thì nó sẽ nhảy cây, nhưng chúng ta sẽ bấm tiếp một cái nữa là nó sẽ qua cái nỗi, nó lại sẽ lên cái chữ scan này, thì chúng ta chỉ cần vặn một cái thôi, vặn một cái là nó tự quét tần số, nó tự tìm tần số và nó tự bật hồng ngoại để nhận nhau luôn, rất là nhanh. Bước hai này còn nhanh hơn bước một nữa, chúng ta không phải chọn, nó sẽ tự động tìm tần số cho chúng ta và nó tự nhận giữa bộ thu và bộ phát luôn, chúng ta không phải cần đưa vào để bấm cho nó nhận nhau nữa, rất là đơn giản. Vậy là nó đã cùng tần số rồi thì nó sẽ tự quét. Lúc nãy là 15 giờ nó nhảy lên 22 thì trên cái tay mic cũng vậy. Alo, thì khi chúng ta nói có tiếng gì thì cái giật cái cục đèn bên này, cái cây mic A này nó sẽ sáng lên. Alo, rất là đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.